Đi nhanh hơn đi, sắp đến khu trực thuộc của quân giặc rồi. Quân giặc sắp đuổi đến rồi. Đừng lo, duy trì tốc độ. Dừng xe. Cậu xuống xem thử. Chỉ đạo à, làm sao đây? Đừng lo, chuẩn bị xong qua đó. Được, xong qua. Chặn lại cho tôi. Tiêu Dương, Tiêu Dương à, Tiêu Dương. Các anh em, cơ hội kiếm tiền đến rồi. Bắn cho tôi. Chỉ đạo làm sao đây? Liều mà cũng phải xông qua đó. Tao liều mạng với chúng mày. Hồ tử, đừng bắn nữa. Bọn chúng hết đạn rồi, bắt sống cho tôi. Nhóc con, hết đạn rồi chứ gì? Nói đi, trên xe có cái gì? Đi kiểm tra. Nhóc con, bạn cũng lớn đấy. Nói xem, thần thánh phương nào? Báo cáo. Mời anh xem, mở ra. Buôn lậu dược phẩm ở đâu ra? Không hay rồi. Báo cáo. Vào đi. Đoàn trưởng, phương hướng của đội đột kích Hùng Ưng báo cáo. Ngồi đi. Phương hướng có tin xấu.
Hiện tại chúng ta cần một số lượng lớn dược phẩm để cứu người bị thương. Đồng chí của trạm giao thông Tân Thành sắp xếp một lô dược phẩm, và đồng chí Lý Sơn và chúng ta đều phái ở Tân Thành chấp hành nhiệm vụ, đã hy sinh rồi. Có thể chắc chắn là quân giặc sẽ quản lý càng nghiêm ngặt hơn về vấn đề dược phẩm. Hiện tại tổ chức quyết định phái đội đột kích Hồng Ưng tiến vào Tân Thành, cho dù gặp phải khó khăn gì cũng nhất định phải có được thuốc tiêu diêm. Rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo. Tôi cho cậu thêm vài anh em vào đi. Đoàn trưởng Lâm Bội báo cáo. Các cô cậu đều là người lâu năm. Để tăng cường cho đội đột kích Hồng Ưng, tăng lực chiến đấu phía sau quân địch, tổ chức nghiên cứu quyết định đồng chí Lâm Bội chính thức gia nhập đội đột kích Hồng Ưng. Có chào mừng không? Sao? Hoan nghênh đồng chí Lâm Bội. Được rồi, nhiệm vụ thì đã rõ rồi, chuẩn bị xuất phát. Rõ. Tư lệnh, tôi dám cá là đám tội đồ đó nhất định là Đảng Cộng sản. Có thể chắc chắn không? Chắc chắn. Bọn chúng thực sự đáng chết. Hơn nữa còn quỷ kế đa đoan. Sau khi rút đầu lựu đạn, hắn muốn dùng khói mà hắn hút để che đi khói của lựu đạn. Người xảo quyệt như vậy chắc chắn là quân Bát Lộ. Bát Lộ. Đội trưởng Quách, chuyện mà tôi hứng thú hiện tại là Tân Thành có đội ứng của bọn chúng không? Tư lệnh, tôi nghĩ chỉ cần quản lý nghiêm ngặt việc xuất hàng thì không sợ không bắt được người. Cậu Quách, hậu phương của Bát Lộ thiếu hụt dược phẩm, cậu nhất định phải tăng cường khống chế quản lý số thuốc đó. Rõ. Ngoài ra phải quản lý nghiêm ngặt tất cả các quán thuốc và các tuyến đường quan trọng. Rõ, xin tư lệnh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đội trưởng, anh căng thẳng sao? Không có, tôi không có căng thẳng. Anh không căng thẳng mà sao cứ càng ngày càng xa tôi như vậy? Anh phải tự nhiên một chút, nếu không sẽ bị người ta phát hiện. Không phải tôi đang rất tự nhiên sao? Đến rồi. Hai người muốn lấy giải gì? Giải của quán tôi đảm bảo không bị phai màu. Ông chủ, có sợi bông không? Có cần thêm màu sắc không? Cần. Màu đỏ. Được. Mời vào trong. Đi. Xin chào đồng chí Phương Hướng. Đã chờ hai người đến từ lâu. Tôi là Bằng Nghị, nội gián của trạm giao thông Tân Thành. Hai người hãy gọi tôi là Lão Bằng. Xin chào Lão Bằng. Đây là Lâm Bội. Xin chào. Nào, ngồi đi. Đội đột kích Hồng Ưng của hai người tôi đã nghe danh từ lâu. Những người khác không tới sao? Những đồng chí khác tạm thời ở quán trọ Đại Hoa. Nào, cảm ơn. Lão Bằng, đừng khách khí, mau nói chuyện thuốc đi, chúng tôi đang cần gấp. Được. Từ sau khi Lý Sơn thất thủ, quân giặc hiện đã quản lý dược phẩm vô cùng gắt gao nghiêm ngặt. Không chỉ nói về các quy tắc mua thuốc, bây giờ mua một hộp thuốc cũng phải có được sự phê duyệt của đội quân cảnh. Thực sự vô cùng khó khăn. Vậy bây giờ chúng tôi nên ra tay bắt đầu từ đâu? Dựa theo tình hình hiện tại, chúng tôi nghĩ vẫn nên nghĩ cách từ các quán thuốc lớn của Tân Thành. Đúng rồi. Cái này là danh sách các nhà thuốc lớn của Tân Thành mà chúng tôi đã lựa chọn. Cô cậu xem đi. Hồng Tây. Sao vậy?
Lão Bằng, ông chủ của quán thuốc Hồng Tề có phải họ Bạch không? Đúng, anh ta tên là Bạch Triệu Minh. Sao vậy? Hai người biết anh ta à? Anh ta ở Tân Thành cũng là một nhân vật lớn đấy. Vậy thì đúng rồi, anh ta là chú ruột của một người bạn học của tôi. Trước đây chúng tôi đã gặp nhau. Vậy đi tìm anh ta đi. Tiên sinh, ông chủ của cậu có ở đây không? Tiên sinh, anh Tiểu Lâm, cậu đến bằng Thiên Cát đặt bàn tiệc, đi mau lên đi. Được rồi ông chủ, cậu là ông chủ Bạch. Anh không nhớ tôi sao? Tôi họ Phương, là bạn học của Đông Minh. Mấy năm trước khi đến Tân Thành, chúng ta còn từng ăn cơm với nhau. Bạn học của Đông Minh. Nhớ rồi, nhớ rồi. Nào, chúng ta qua bên đó nói chuyện. Mời cậu Phương, xin mời. Thế nào rồi? Tiếp ứng rồi. Ngồi đi. Quân giặc lại tăng cường quản lý dược phẩm. Đội trưởng đến quán thuốc Hồng Tê thăm dò tin tức. Chúng ta ở đây đợi anh ấy. Cậu Phương, thuốc thì có hết. Vậy thì tốt. Cậu là bạn học của Đông Minh, vậy thì không phải người ngoài. Muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Vậy có giấy giới thiệu của đội quân cảnh không? Nói đùa gì vậy ông chủ Bạch? Nếu như có giấy giới thiệu của đội quân cảnh, tôi còn cần đến tìm anh sao? Vậy thì hết cách rồi. Cậu cũng biết đấy, hiện tại việc quản lý dược phẩm càng ngày càng nghiêm ngặt. Tôi... Đợi đã. Đợi một chút. Alo, đội trưởng Quách, tôi đã đặt bàn tiệc của lầu Bằng Thiên rồi. Được, được, vậy tối nay không gặp không về. Được. Cậu Phương, nếu cậu không cần số lượng lớn, tôi còn có thể nghĩ cách giúp cậu, chứ còn... Như vậy đi ông chủ Bạch, anh không cần trả lời tôi luôn đâu. Hai hôm nữa tôi lại tới. Hôm nay tạm biệt. Vậy được. Cậu Phương, cậu đi thong thả. Đội trưởng. Đội trưởng, thế nào rồi? Không thu hoạch được gì lớn. Đào Triệu Minh chắc chắn không dám cho chúng ta thuốc. Nhưng mà có một tin, tối nay anh ta ở bàn Tiên Cát ăn cơm với người tên là đội trưởng Quách. Đội trưởng Quách. Quách Tử Hùng của đội bảo an. Chắc là như vậy. Anh ta là một ông chủ tiệm thuốc, có liên quan gì tới đội bảo an? Thuốc bây giờ cần gấp như vậy, chúng ta phải dừng lúc náo nhiệt. Hầu tử, tối nay cậu dứt giả một chuyến. Lão Hà, cậu ở bên ngoài đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Sợ. Ông chủ Bạch, đội trưởng Quách. Thật ngại quá. Phía tư lệnh Sakamoto vừa tìm tôi thương lượng chút chuyện, tôi đến muộn mất. Đâu có. Đội trưởng Quách, công việc bận rộn. Mời.
Mời. Nào. Đội trưởng Quách, anh tìm tôi là gì? Đem chút đồ đến cho cậu. Bạn bè ở phương Nam của tôi có một lô hàng trong tay. Đây là hóa đơn. Mời anh xem. Anh xem vụ làm ăn này chúng ta có thể hợp tác hay không? Đội trưởng Quách, đây là thuốc tiêu diêm cần gấp nhất trên thị trường. Đương nhiên rồi. Đội trưởng Quách, số thuốc này tôi lấy hết. Nhưng mà hoàng quân bây giờ quản rất chặt. Chuyện này anh không cần lo lắng. Bên phía người Nhật tôi có thể xử lý được. Lần này tìm ông chủ Bạch hợp tác, chủ yếu là nhìn trúng anh. Đội trưởng Quách, anh nói quá rồi. Nếu như đội trưởng Quách có thể lấy được giấy giới thiệu của đội quân cảnh, tự nhiên sẽ chẳng có vấn đề gì. Nào, ông chủ Bạch, phải là vàng đó. Đã hiểu, đã hiểu, đã hiểu rồi. Nói như vậy, Quách Tử Hùng và Bạch Triệu Minh làm vụ này rồi. Tên này gan lớn quá, lại dám buôn lậu dược phẩm. Chúng ta có thể nắm chắc cái đuôi của hắn. Anh nói xem đội trưởng. Quách Tử Hùng có thuốc trong tay, lại có quan hệ với người Nhật, lại cộng thêm Bạch Triệu Minh có tiền và cả mạng lưới kinh doanh tiệm thuốc Hồng Tây. Hai con người này là hợp tác không tệ. Có thể lợi dụng cơ hội này. Quản lý dược phẩm chủ yếu là quản lý thuốc tiêu diêm. Lô thuốc này chúng ta nhất định phải có được. Nếu Quách Tử Hùng nhúng tay vào vụ làm ăn này, có phải chúng ta cũng để hắn tiện thể giải quyết luôn vụ thuốc cho chúng ta? Đại Dũng, ngày mai bật nghe lén điện thoại ở tiệm thuốc Hồng Tề. Được. Vậy cần lắp một máy nghe lén ở trong tiệm thuốc. Chuyện này giao cho tôi. Địa điểm nghe lén không thể quá xa, phải ở gần tiệm thuốc. Tôi đi hỏi thuê phòng. Chúng ta vẫn phải giấm mồi lửa cho Bạch Triệu Minh, để hắn dẫn dụ Quách Tử Hùng. Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai bắt đầu hành động. Triệu tiên sinh, chuyện này anh không cần nói nữa. Không có giấy giới thiệu của đội quân cảnh thì một hộp thuốc cũng không được. Sao tôi có thể không giúp anh chứ? Tôi... Alo. 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 Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, đến cục điện thoại xem điện thoại làm sao. Không sao chứ người anh em? Vội gì vậy? Điện thoại nhà chúng tôi hỏng rồi, đến tìm các anh đi sửa. Nhà các cậu ở đâu? Tiệm thuốc Hồng Tây. Tiệm thuốc Hồng Tây. Vừa hay lát nữa tôi cũng ở đó. Lát nữa tôi sẽ qua, cậu quay về đợi đi. Được vậy anh nhanh lên đi. Ông chủ tôi vội lắm. Được được được. Ông chủ, tam thức cũng không còn nhiều. Vậy thì ông chủ Bạch, cậu Phương, gọi đi cả buổi anh cũng không nghe. Điện thoại bị hỏng rồi. Đã bảo người đến buông cuộc điện thoại rồi. Cứ tưởng anh đang trốn ai chứ. Đâu có. Mời vào trong nói chuyện. Nào nào.
Dương Dũng. Sắp xong rồi. Bích La Xuân thượng hạng. Nhưng mà có chút lâu ngày. Cậu Phương, lần này cậu đến là gì? Vẫn là chuyện lần trước, không dễ xử lý. Cậu xem có thể đợi thêm không? Tôi không đợi được nữa. Như chén trà này, để lâu quá thì bị mất vị. Đúng. Nhưng mà thực sự không thể dội được. Chuyện này rất khó che mắt người Nhật. Dựa vào năng lực của ông chủ Bạch ở Tân Thành này, chút chuyện đó có gì là khó? Tôi chỉ là một dân thường, làm gì có cái năng lực đó. Ông chủ Bạch, tôi mua nhiều thuốc như vậy, không cần tôi nói, chắc anh cũng đoán ra thân phận của tôi. Tôi tặng anh một câu nữa. Người Trung Quốc mãi mãi là người Trung Quốc. Khi nào còn chưa rơi vào tay người Nhật? Để tôi nghĩ cách. Vậy chuyện tiền đông, chuyện này anh yên tâm, tiền không phải vấn đề. Vậy được, tôi đi thăm dò đường trước, thăm dò xem sao. Được, vậy tôi cáo từ trước. Ông chủ Bạch, dừng bước, tôi đợi tin tức của anh. Cậu Phương, cậu đi thông thả. Ông chủ, sửa điện thoại. Ông chủ ở đây, nhanh lên. Sao lại không có tín hiệu vậy? Cứ như là ma chơi ấy. Ở phòng nào? Được rồi. Có rồi, có rồi. Có tín hiệu rồi. Alo. Dương Dũng. Alo. Nghe rõ không? Rất rõ. Hậu tử làm việc khá đấy. Dương Dũng, vậy chúng tôi đi trước, lát nữa đến thay cậu. Được, chú ý an toàn. Bạch Triệu Minh đồng ý đi thăm dò tình hình trước rồi. Tôi thấy hắn ta lô hàng của Quách Tử Hùng này bán cho chúng ta rồi. Quách Tử Hùng cung cấp hàng, chúng ta mua hàng. Hắn ở giữa kiếm một khoản ngon thì kiếm tiền khá ngon rồi. Lão Bằng, Quách Tử Hùng là người như thế nào? Hắn thực sự dám buôn lậu dược phẩm sao? Con người của Quách Tử Hùng quỷ kế đa đoan, lại còn ra tay rất mạnh, rất được tư lệnh Nhật Bản của Tân Thành coi trọng. Vậy nên tôi nghĩ hắn quả thực có cách lừa được người Nhật. Hắn một chút cũng không lo lắng. Một khi để người Nhật biết được, chuyện này chắc chắn là chuyện rơi đầu. Tôi có một kế hoạch. Đội trưởng, tôi biết là có chiêu mà. Nói đi. Như vậy,
Ông chủ Bạch, hàng đến Tân Thành rồi. Nhanh vậy sao? Được, chỉ cần người Nhật bên đó không có vấn đề, tôi cũng dễ ăn nói. Phía người Nhật bên đó cứ để tôi xử lý. Được, vậy thời gian và địa điểm còn đợi điện thoại của tôi. Nhớ giao dịch bằng vàng. Phương án này mọi người có gì chưa rõ không? Không có. Không có. Đội trưởng Phương, những lúc nghe danh đội đột kích Hồng Ưng sao lại lợi hại như vậy? Hôm nay tôi coi như phục rồi. Kế hoạch của các cậu đúng là quá mạo hiểm. Đi theo đội trưởng chúng tôi, anh lúc nào cũng có bất ngờ. Hầu tử, cậu nên đến thay cho Dương Dũng rồi đó. Hầu tử, để tôi đi. Không cần đuổi, tôi về rồi. Đại Dũng, trong dáng vẻ của cậu chắc là có thu hoạch gì rồi phải không? Xem cái này đi đội trưởng. Lão Hà, cậu nhìn xem. Xem ra tối nay chúng ta lại phải hành động rồi. Lão Bằng, gửi điện báo cho quê nhà, xin chỉ thị phương án hành động. Được, tôi đi ngay đây. Chính quỷ, anh nghĩ thế nào? Tôi thấy cách này mặc dù nguy hiểm nhưng mà được. Phải nói cho họ biết, người như Quách Tử Hùng nhất định một lòng làm việc với người Nhật. Không đến lúc bất đắc dĩ, hắn sẽ không quay đầu. Vậy nên nhất định phải bảo họ cẩn thận. Ngoài ra phải dự liệu được trường hợp xấu nhất. Được. Cậu Phương, ông chủ Bạch, sao căng thẳng như vậy? Không có. Đừng nói nữa. Đường dây điện thoại tôi đã cắt giúp anh rồi. Cậu Phương, cậu muốn tiền sao? Tiền. Tiền thì nên giữ lại để làm ăn với Quách Tử Hùng đi. Cậu, sao cậu biết? Mọi chuyện tôi đều rõ rồi. Tôi muốn anh đưa lô dược phẩm đó cho tôi, để Quách Tử Hùng giúp tôi vận chuyển ra ngoài. Cậu Phương à, chuyện này tôi không quyết định được. Khi nào anh và Quách Tử Hùng gặp mặt? Không biết, đều là anh ta thông báo cho tôi. Bạch Triệu Minh, tôi nói lại lần nữa, ở Trung Quốc chỉ người Trung Quốc nói thì mới được. Đừng có làm hắn gian. Cậu Phương, tôi thực sự không biết, nếu như tôi biết Thiên Lôi đánh chết tôi. Lập tức gọi điện cho Quách Tử Hùng, nói phải ký hợp đồng, bảo hắn ngày mai đến sớm một chuyến. Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Alo, alo, đội trưởng Quách, tôi là Bạch Triệu Minh. Thật ngại quá,
Muộn vậy rồi còn làm phiền anh. Tôi muốn nói với anh một chút chuyện, về chuyện liên quan đến việc vận chuyển lô dược phẩm. Mong anh ngày mai qua đây một chuyến. Sao lại phiền phức như vậy? Có cần như vậy không? Đội trưởng Quách à, chuyện này dù sao cũng là vụ mua bán lớn, tiền tôi trả đều là vàng. Ngộ nhỡ nếu như không chuyển được ra ngoài thì tôi thực sự không chống đỡ nổi. Được rồi, ngày mai tôi qua đó. Ông chủ Bạch, cảm ơn sự hợp tác của anh. Nên làm mà, nên làm. Tôi có thể đến đây lần thứ nhất thì nhất định có thể đến lần thứ hai. Tôi biết. Nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ ba. Tự biết mà làm đi. Không cần thối lại, cảm ơn. Ông chú Bạch, tôi vừa đến kịp giờ. Đội trưởng Quách, mời ngồi. Ông chủ Bạch, làm sao vậy? Sao tay lại run như thế? Sức khỏe không tốt à? Hay là vì làm việc với tôi cho nên kích động? Kích động. Nói đi, có gì không an tâm? Hôm nay tôi nhất định sẽ giải quyết cho anh. Đội trưởng Quách, mời anh xem hợp đồng. Anh cũng chi tiết quá đấy. Nếu tôi không ký thì sao? Đội trưởng Quách à, cái này, chuyện này, anh xem, tôi chỉ là một người làm ăn nhỏ, không thể so với anh được. Thực sự là tôi không thể an lòng được. Ký hợp đồng là để lại chứng cứ. Chuyện này không phải là tôi cho anh cầm phần chui sao, đúng không? Chuyện này tôi nói đùa thôi. Trông anh bị dọa kìa. Làm ăn mà vẫn phải làm theo nguyên tắc. Hơn nữa, tôi thực sự không tin anh dám giao nó cho người Nhật. Không dám, không dám. Quách Tử Hùng, hợp tác vui vẻ. Đội trưởng Quách, hợp tác vui vẻ. Anh là ai? Đừng vội đội trưởng Quách, chúng ta rất nhanh sẽ trở thành người quen. Đừng trốn nữa, cậu xa đi. Các người muốn làm gì? Trước hết không nói vội. Chụp cho anh bức ảnh rồi nói. Chụp ảnh gì? Đội trưởng Quách, phiền anh đưa bản hợp đồng ra. Đội trưởng Quách, giơ tay cao lên.
mỉm cười. Được rồi, bây giờ có thể vào chuyện chính rồi. Nói ngắn gọn, lô dược phẩm kia đâu? Để ở bãi hàng Tân Giang. Tôi muốn anh giúp tôi chuyển ra Tân Thành. Chuyển đi đâu? Trong núi. Các anh là người bắt lộ. Chính vì lần trước các người buông lỏng một lần, nên bây giờ người Nhật quản lý dược phẩm càng chặt hơn. Nếu như không có giấy giới thiệu của đội quân cảnh, căn bản không chuyển được ra ngoài. Đó là chuyện của anh. Tôi cho anh 3 ngày. Chuyện này nếu không làm được, bức ảnh vừa nãy sẽ chuồn ra khỏi cái văn phòng này. Cáo từ. Đội trưởng Quách, tôi cũng là do bất đắc dĩ. Không sao. Khốn nạn. Tôi nói cho ông biết, vàng không được thiếu. Cút đi hết cho tôi. Alo ông chủ Bạch, ông nói với những bằng hữu kia, hàng của họ ngày mai sẽ được vận chuyển ra ngoài. Được 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 được. Chuyện là như vậy, mọi người còn có ý kiến gì không? Sao lại dễ dàng đồng ý như vậy? Tôi cứ cảm thấy có chút gì đó không thuận lợi lắm. Có gì đâu, trong tay chúng ta bây giờ có bằng chứng của Quách Tử Hùng. Nếu như đem đó giao cho người Nhật, hắn có thể sống qua ngày mai sao?
tôi đồng ý với ý kiến của Dương Dũng. Tôi cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Trong nhà cũng phải nhắc nhở chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận. Tóm lại là Quách Tử Hùng không giở trò mới là lạ. Hầu tử, bản đồ. Các cậu xem, đây là bãi để hàng Tân Giang. Bà Triệu Minh và Quách Tử Hùng sẽ ở đây giao dịch. Sau đó, xe hàng mà Quách Tử Hùng sắp xếp có giấy thông hành đặc biệt sẽ khởi hành từ hướng của Tề Gia rời khỏi Tân Thành. Xe chỉ cần đi qua Ngũ Lý Đồn là không sao. Như vậy, hầu tử, cậu giả dạng thành công nhân vận chuyển vào trong khu vận chuyển hàng hóa, giám sát ở đó. Được, tôi và Đại Dũng ở nhà Tề Gia. Lâm Muội, cô và Lão Hà đến Ngũ Ly Đồn trước. Chúng ta nhất định phải nắm rõ toàn bộ tình hình. Nhưng mà có một điểm tôi phải nhắc nhở mọi người. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể hành động manh động. Nếu như Quách Tử Hùng giở trò, quân Nhật có mai phục, chúng ta cũng không thể cứ ngoan cố phải rút lui trước. Đội trưởng, dược phẩm liên quan đến sự sống chết của thương binh hậu phương, chúng ta không thể sơ suất. Tôi nhấn mạnh là một lần nữa, lần này tuyệt đối không thể cứng đầu. Rõ. Đây là giấy thông hành, phải giữ cho chắc. Anh yên tâm, đảm bảo đem đến. Đội trưởng Quách, chuyện gì? Xếp hàng kiểm tra hàng hóa. Tôi đã kiểm tra hết rồi, không có vấn đề gì. Được. Đi. Đội trưởng, xem ra sự lo lắng của chúng ta dư thừa rồi. Chẳng lẽ Quách Tử Hùng lại nghe lời như vậy? Chắc là chiếc xe này. Xem ra là đúng rồi. Lâm Bội, hình như xảy ra chuyện. Cô xem. Sao lại cháy rồi? Đi. Sao lại nhanh hành động như vậy chứ? Xem ra bọn họ rất cần lưu dược phẩm này. Vậy thì tôi chắc chắn là quân Bắc lộ. Đúng vậy, tư lệnh. Tôi cũng cho rằng là như vậy. Bọn chúng bản lĩnh lớn đấy. Một số lớn dược phẩm cấm như vậy dưới sự quản lý nghiêm ngặt của chúng ta mà lại có thể có được. Là thuộc hạ thất trách. Hậu tử, lúc sáng sau khi chuyển hàng cậu làm gì? Cậu không nhìn thấy gì sao? Không có. Thực sự là không có gì bất thường. Cậu theo dõi kiểu gì vậy? Cứ lúng ta lúng túng.
Bọn khốn này, bây giờ tôi đi giết hắn. Đứng lại, có còn tính kỷ luật của tổ chức không? Ngồi xuống đi. Lần này hành động thất bại, trách nhiệm là ở tôi, là do tôi đánh giá thấp Quách Tử Hùng. Tôi sẽ đề nghị cấp trên xử phạt. Nhưng mà tên Quách Tử Hùng này tuyệt đối không thể giết. Vở kịch này phải để hắn đưa ra cái kết, chúng ta cùng hắn diễn tiếp. Đội trưởng Quách, theo như tôi được biết, chiếc xe vận chuyển dược phẩm là do cậu đã kiểm tra, phải không? Phải. Tư lệnh, là do thuộc hạ tắc trách. Nhưng mà chiếc xe đó có giấy thông hành đặc biệt. Tôi cũng đang nghĩ bọn chúng có được nó từ đâu. Cậu Quách, chứng tỏ nội bộ của chúng ta có người của Bác Lộ Quân. Người này cậu nhất định phải tìm cho ra, có hiểu chưa? Hiểu rồi. Xin tư lệnh yên tâm. Lái xe của chiếc xe đó đâu? Đã bị bắn chết rồi. Khốn nạn, lần trước chúng ta không có đường sống. Tối nay bắt đầu lục soát toàn thành, trong vòng 3 ngày phải tìm ra manh mối. Xót. Đội trưởng Phương, chúng ta nên nghe ngóng trước, xem dược phẩm hiện đang được để ở đâu. Lời của Quách Tử Hùng nói hiện giờ chắc không thể tin nữa. Đội trưởng, anh xem chúng ta có thể như thế này không? Chúng ta tiến hành đồng bộ, xin các đồng chí ngầm của trạm giao thông giúp đỡ. Thông qua con đường của họ, chúng ta nghe ngóng tin tức. Chúng ta đi tìm Quách Tử Hùng. Lâm Bội, cô thấy thế nào? Đội trưởng, tôi nghĩ tôi biết là chuyện gì rồi. Xe xuất phát từ bãi đẩy hàng Tân Giang, thuận lợi đi qua Tề Gia Ao. Một khi đến Ngũ Lý Đồn, tôi tính thời gian tốn khoảng 30 phút. Xe đột nhiên cháy. Ở đây có một điểm mấu chốt, đó là quân giật lúc đó chỉ có 2 người, đã rất nhanh dập được lửa. Là chuyện gì? Lửa còn chưa cháy. Đúng. Vì vậy, dựa theo tình hình hiện tại, tôi có thể đánh giá trong xe đó là phốt pho trắng. Phốt pho trắng. Đúng. Nhất định là phốt pho trắng. Phốt pho trắng khoảng 40 độ tự nhiên sẽ cháy. Khi vận chuyển hàng để ở bãi hàng, hầu tử nhìn thấy Quách Tử Hùng lúc nào cũng ở hiện trường. Hơn nữa, trước khi lái xe đi, hắn còn đích thân lên xe kiểm tra một lần. Đúng. Không sai. Quách Tử Hùng nhất định là trước khi xuống xe đã bỏ phốt pho trắng vào trong xe. Hơn nữa, bên cạnh phốt pho trắng để lại một vật có thể dễ cháy. Vậy vật gì có thể làm cháy phốt pho trắng? Ví dụ như khói hương hoặc là vài cây nhang. Tóm lại có rất nhiều cách. Cách này có thể che giấu được sự nghi ngờ của Quách Tử Hùng. Chúng ta vẫn không thể nói hắn không tuân thủ quy định. May mà hắn tính sai thời gian cháy, dược phẩm không bị cháy trụi. Nếu như dược phẩm cháy trụi, hắn vừa lấy được vàng, chúng ta lại không có được chứng cứ. Lúc đó nếu chúng ta đưa ảnh Sakamoto cũng không có cách nào đối chứng. Nhất định là như vậy. Tối nay chúng ta bắt buộc phải làm một chuyện. Dựa theo thói quen của quân giặc, chuyện xảy ra hồi sáng, đến tối quân cảnh nhất định sẽ tiến hành lục soát. Vậy thì chúng ta nhân cơ hội này đến gặp tên Quách Tử Hùng kia, một mặt khiến quân giặc bận rộn, mặt khác để tên Quách Tử Hùng này hiểu rõ chúng ta có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Lát nữa 8 người chia thành 4 tổ, 2 người một tổ, lục soát kỹ từng nhà một, gặp người nào đáng nghi thì cứ bắt hết lại cho tôi. Nghe rõ chưa? Xem tiếng súng từ đâu.
bên đó. Bên kia. Người đem qua kia. Các anh em, ga các cậu cũng lớn quá đấy. Đây là khu vực quản lý của người Nhật. Bây giờ chỗ cậu là an toàn nhất. Các anh em à, các cậu làm như vậy là không tuân thủ quy định rồi. Ngồi xuống. Tối nay các anh em của tôi đi tuần tra, chứ không phải đi đối phó nhằm vào các cậu. Quách Tử Hùng, hôm nay các sáo danh như vậy là muốn cho anh thêm một cơ hội. Nói đi, chuyện dược phẩm là thế nào? Tôi cũng không rõ. Các cậu nói chiếc xe đó sao có thể tự nhiên cháy được. Tôi nhắc nhở anh, phốt pho trắng. Phốt pho trắng gì? Quách Tử Hùng, chúng ta thành thật đi. Nếu như không phải anh tính nhầm thời gian cháy của phốt pho trắng, tổn thất của chúng tôi sẽ rất lớn. Tôi cho anh 3 ngày. Thứ nhất, nghĩ cách đưa lô dược phẩm đó ra. Thứ hai, nghĩ xem vận chuyển ra ngoài như thế nào cho ổn thỏa. Nếu như anh không làm được, thì chúng tôi có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Đi thôi Đại Dũng. Đoàn trưởng, lần hành động này của Hồng Ưng quả thực quá chủ quan. Quan trọng là hội phương hướng không đánh giá được Quách Tử Hùng. Cái tên đó không thấy quan tài, không biết rơi lệ. Tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ. Đã đánh rắn động cỏ rồi, quân giặc nhất định sẽ nghiêm ngặt tăng cường phòng họ. Phải nói với đội Hồng Ưng, không thể hoàn toàn chỉ trông chờ vào Quách Tử Hùng. Nhưng mà người này nhất định phải theo sát hắn, phải để hắn làm theo ý đồ của chúng ta. Đúng.
Thời tiết này ngày một lạnh hơn, tình hình của thương binh không mấy lạc quan. Phải nói với đội Hồng Ưng nắm bắt thời gian. Được, cứ làm vậy đi. Sao đội trưởng vẫn chưa về? Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tôi đi đón anh đấy. Lão Hà, vừa hay nói đến anh, để ở đây hết sao? Lão Bằng đâu? Quách Tử Hùng nói với tôi rồi, dược phẩm được đóng kín ở nhà kho ngoài ô phía nam. Tôi nói Lão Bằng qua đó cho chắc. Nhà kho ngoài ô phía nam có một đoàn quân người Nhật. Nếu như muốn tấn công, khả năng chiến thắng của chúng ta không lớn. Chúng ta phải đề phòng tên tiểu tử Hậu Bách đó, tránh cho hắn giở trò. Không sai. Vì vậy chúng ta phải nghĩ cách để lô thuốc này nổi lên. Xử lý thế nào? Ra tay trong quá trình vận chuyển. Tôi đã nói Quách Tử Hùng rồi, bảo hắn lấy an toàn làm lý do, đó với Sakamoto vận chuyển lô dược phẩm này. Chúng ta trong quá trình vận chuyển sẽ ra tay. Điện thoại của tiệm thuốc Hồng Tề cũng phải để ý. Rõ. Tôi nói với Quách Tử Hùng có tin tức phải thông báo cho Bạch Triệu Minh. Ba ngày. Có ba ngày. Các người thương lượng xong rồi sao? Muốn ép chết ông sao? Cậu nói với các bạn của cậu, tối mai 8 giờ số thuốc đó sẽ vận chuyển từ nhà kho ngoài ô phía nam. Lộ trình cụ thể ghi lại. Từ đường Tây Nam đến đường Vĩnh Gia, rồi đi đến đường Hoài Ninh, cuối cùng tiến vào Doanh Binh Đại Phong. Tôi hiểu rồi. Đội trưởng Quách, hiểu rồi. Hiểu rồi thì đi thông báo đi. Hiểu rồi. Cái đám cha mẹ này đi đâu mà tìm họ chứ? Tốt quá rồi, tôi đang muốn tìm các cậu. Đừng vội ông chủ Bạch, từ từ nói. Đội trưởng Quách điện thoại nói tối mai 8 giờ vận chuyển hàng từ nhà kho ngoại ô phía nam. Đây là bản đồ lộ trình. Cảm ơn ông chủ Bạch. Vào đi. Tư lệnh Sakamoto. Đội trưởng Quách. Vào đi. Sở. Mời ngồi. Sở. Tối qua người đánh úp chúng ta có manh mối gì chưa? Còn nữa, điều tra lô dược phẩm lần trước có tiến triển gì chưa? Tư lệnh, bây giờ tôi có thể chắc chắn đám người lấy trộm lô dược phẩm và đám người tối qua đánh úp chúng ta là cùng một bọn, là một chi đội nhỏ của quân Bắc Lộ. Bây giờ tôi đang thông qua manh mối điều tra hành tung bọn chúng. Tin tức chuẩn xác chứ? Tuyệt đối chuẩn xác. Được. Lần này nhất định không được thả bọn chúng ra khỏi Tân Thành. Rõ. Tư lệnh, tôi còn có một cách. Chúng ta bây giờ lập tức phái người vận chuyển lô dược phẩm đến nhà kho thực phẩm ở phía nam, sau đó để lộ tin tức lấy lý do an toàn. Ngày mai chúng ta sẽ đem dược phẩm vận chuyển đến binh doanh Đại Phong làm mồi dụ bọn chúng vào hang. Tình hình là như vậy. Chúng ta xem lộ trình. Dương Dũng, chúng ta nên mai phục ở đâu? Tôi thấy vị trí đường Tây Tam và vị trí đường Vĩnh Gia có đồi cao phù hợp đánh úp.
Lộ trình này quả thực chỉ có vị trí này thích hợp đánh úp. Nhưng mà các cậu xem, đây là ngã ba. Chúng ta khi rút lui sẽ rất dễ gặp phải phiền phức. Đúng, con đường này vừa thích hợp để chúng ta đánh úp, nhưng đồng thời cũng thích hợp cho quân giặc mai phục bao vây chúng ta. Vậy phải làm sao? Đội trưởng, liệu có khả năng Quách Tử Hùng kia là tính giở trò gì không? Đội trưởng Phương, có chuyện ngoài dự tính. Người của chúng ta ở nhà kho ngoại ô phía nam có thông tin lô thuốc đó vừa mới bị chuyển đi rồi. Đã chuyển đi hôm nay rồi. Cái tên Quách Tử Hùng này quả như là chơi chúng ta. Vậy anh biết hàng được chuyển đến đâu không? Dựa theo lộ trình vận chuyển của bọn chúng phán đoán thì chắc là Nam Cực Tử, nhà kho thực phẩm của quân giật. Vậy thì chứng tỏ tình báo giả của Quách Tử Hùng là muốn mượn tay của người Nhật để trừ khử chúng ta. Ngã ba này, nếu như quân địch thiết kế mai phục hai bên trước thì chúng ta có bọc cánh cũng khó mà bay. Ý của cậu là chúng ta đi theo con đường này. Đúng, tư lệnh xem đi. Ở ngã ba này, chỉ cần chúng ta sắp xếp mai phục ở hai bên đó trước, đợi bọn chúng đến là có thể bắt gọn. Trong 36 kế, ý đồ thực sự thường ẩn sau hành động thực tế. Tư lệnh đúng là lợi hại, không ngờ lại tinh thông hiểu biết văn hóa Trung Quốc như vậy. Được. Đội trưởng Quách, kế hoạch của cậu tôi đánh giá cao. Lập tức bắt đầu hành động đi. Rõ. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Nếu chúng ta không xuất hiện, sắc rối của Quách Tử Hùng lớn rồi. Một mặt hắn không dễ ăn nói với người Nhật, mặt khác hắn sợ chúng ta giết hắn. Vậy nên chỉ cần chúng ta không xuất hiện, Quách Tử Hùng nhất định sẽ đến tiệm thuốc Hồng Tề để tìm chúng ta. Đến lúc đó hắn phải giúp chúng ta lần cuối. Đội trưởng, điều anh nói chính là giấy thông hành. Không sai, đưa chúng ta ra khỏi Tân Thành. Vì vậy chúng ta bắt buộc phải trước 8 giờ tối mai vận chuyển lô thuốc này ra khỏi nhà kho Nam Cực Tử. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể đánh một trận ra trò. Anh không biết được đâu, hai ngày nay cái tay của tôi nhìn mà ngứa ngáy quá. Đội trưởng, có phải chúng ta nên cho người đi tìm hiểu Nam Cực Tử không? Ngày mai sáng sớm chúng ta đi xem tình hình rồi nói. Có bốn người canh gác. Trong sân thì có bốn người tuần tra. Nơi này canh gác cũng không nghiêm ngặt lắm. Nếu chúng ta xông vào, chắc 5 phút là giải quyết xong. Trong kho có bao nhiêu người? Chúng tôi không rõ. Không được, không thể mạo hiểm. Vậy chỉ có thể tăng tốc độ. Đội trưởng có biến. Xe tuần tra của đội quân cảnh. Đội trưởng Quách, làm sao vậy? Được, rất tốt. Mọi người vất vả rồi. Mọi người tạm thời nghỉ ngơi đi.
Đúng 8 giờ chúng ta xuất phát. Nhờ cả và mọi người. Đội trưởng lại đến rồi. Đã là lần thứ 3 rồi. Mỗi tiếng một lần là thời gian cố định. Trong xe tổng cộng có 5 lính Nhật. Bây giờ là mấy giờ rồi? 4 giờ. Sau 1 giờ nữa chúng ta hành động. Lão Hà, đi theo sau xe. Cô ở đây làm gì? Bảo người của các cậu xuống xe hết. Tất cả mọi người xuống xe. Lão Hà, thay quần áo. Được. Lão Hà, cậu cảnh giác. Được. Cậu đang làm gì? Cậu ở đây làm gì? Chúng tôi là đội quân cảnh để kiểm tra hàng hóa.
Ông chủ Bạch đang bận sao? Cậu Phương, sao cậu lại cải trang thành như vậy? Không phải cậu đến nhà kho phía nam rồi sao? Quách Tử Hùng thay tôi đi rồi. Đội trưởng Quách, không sai, lát nữa anh ta sẽ đến tìm tôi, nên tôi đến đây uống cốc trà trước. Sao còn chưa tới? Không đúng. Đi theo tôi. Hôm nay vị trà không tệ. Phải. Cậu Phương, cậu nói đội trưởng Quách lát nữa sẽ đến đây sao? Thật sao? Không sai, lát nữa anh ta sẽ tới. Thái quân, là người mình, là người của mình, nhất định là nhầm lẫn rồi. Không sai được, Quách đội trưởng. Các cậu là... Các cậu... Các anh em à, các cậu ở đây làm gì? Số thuốc kia các cậu không cần nữa sao? Đương nhiên là cần. Nếu như dựa theo lộ trình cậu để đi, sợ là chúng tôi đã bị quân giặc bao vây hết rồi. Đội trưởng Quách, mời lên xe. Lên xe. Dừng xe. Không thấy xe của quân cảnh sao? Mau cho qua. Xin lỗi, đây là trạm kiểm soát xuất hành. Xe của đội quân cảnh cũng phải có chứng nhận thông hành đặc biệt. Cho đi. Cậu nói cái gì? Không có ai xuất hiện sao? Đúng vậy tư lệnh. Vậy bây giờ Quách Tử Hùng đang ở đâu? Đội trưởng Quách nói anh ấy đi dẫn dụ quân địch, bảo chúng tôi ở tại vị trí đợi lệnh. Ngài tư lệnh, xảy ra chuyện rồi. Chúng tôi đang ở nhà kho Nam Cực Tử, số thuốc tồn kho bị trộm rồi. Còn có một chiếc xe của đội quân cảnh cũng bị mất tích. Cái gì? Lập tức hạ lệnh phong tỏa tất cả các tuyến đường ra vào Tân Thành, không để lọt bất kỳ chiếc xe nào. Rõ. Lập tức đi tìm Quách Tử Hùng. Rõ. Alo. Vừa mới đi qua không lâu. Hiểu rồi. Mau đuổi theo. Đuổi theo.
Đến rồi. Lão Trương đợi lâu rồi nhỉ? Đội trưởng Phương lo lắng rồi. Các cậu đã vất vả rồi. Không có gì, mau chất lên xe đi. Chất nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Đội trưởng, hình như quân giặc đến rồi. Nhanh lên. Chuẩn bị chiến đấu. Hậu tử, trước hết chiến đấu mạnh mẽ với chúng. Đại Dũng, Lam Bội chia làm hai. Lão Hà, anh đánh trận đầu, đánh úp lái xe của chiếc xe thứ nhất. Tôi đi lái xe, dùng đó để ủng hộ. Nhớ, chúng ta nhất định phải để hội Lão Trương tranh thủ thời gian, hành động. Được rồi. Quỳ xuống. Nhanh lên. Mau đi giúp đỡ. Đại Dũng, không sao chứ?
Đừng để bọn chúng chạy.